Các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái nồi hấp bánh bao inox 3 tầng do chúng tôi nhập khẩu và phân phối. Đây là cái phần hiện giờ. Khi các bạn cấp nguồn vào thì cái đèn này nó sẽ sáng này. Nguồn điện nó sẽ sáng. Và đây là cái vị trí, các bạn vặn về đây là cái vị trí mà mình sẽ không cần hẹn giờ. Mình sẽ không dùng hẹn giờ để mình đun. Còn các bạn vặn về, ví dụ như vặn 15 phút ở đây thì nó sẽ đếm đủ 15 phút thì nó sẽ tinh một cái, thì đèn ở đây nó sẽ tắt hoàn toàn, tức là ở đây nó sẽ không đun nữa. Đấy, bây giờ mình sẽ vặn về cái vị trí này, tức là nó sẽ không có hẹn giờ. Và các anh chị phải bật cái này lên. Bật cái này lên thì cái đèn này nó sẽ nhảy từ đây lên đây, tức là nó đang báo đang hoạt động. Nếu như các bạn không vặn cái này thì nó cũng sẽ không đun. Và đây là cái nút điều khiển công suất. Nếu như các bạn ấn ở vị trí này thì công suất điện ở trong nồi của mình là đang là 2000W. Còn nếu như các bạn đẩy lên vị trí này thì là công suất tăng cường là 3200W, tức là cái công suất điện cao nhất. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái việc sử dụng nhé.